Một ngày của các bác sẽ như thế nào? Xin chào mọi người, lại là mình Tươi Rau Sắn Phú Thọ đây. Em đố các bác biết video trước em cuốc bãi đất này ở phần nào đấy. Hôm ý em đã cắt bãi rau muống này đi và cuốc sạch bóng rồi, sót lại vài cái đầu màu trên đất thôi. Thế mà giờ nó lại lên xanh tươi luôn này. Bây giờ thì em lại cho nó đăng xuất đi tiếp lần nữa, với cả em cũng cuốc bãi đất này lên để trồng rau này các bác. Ôi em thấy cái bọn rau muống này nó rất là hợp với nước luôn, cứ mưa nhiều là nó lên xanh gì luôn ấy. Bãi đất này thì trồng rau gì các bác nhở? Dạo này mưa nhiều quá, đúng là mùa mưa có khác mưa thối đất thối cát. Ở nông thôn thì trồng được những bãi rau như thế này là chuyện bình thường các bác ạ. Nhà ai thì cũng trồng được lấy để ăn thôi, rất là ít khi phải đi chợ mua. Trồng được để ăn thì cũng tạm được gọi là rau sạch. Sạch ở đây có nghĩa là mình trồng được mình ăn, không phải dùng đến các loại thuốc kích thích tăng trưởng hoặc là chất bảo quản. Mình nhìn thấy thành quả của mình thì chỉ có một chút phân trộn với chấu rồi gieo trồng, đến thời điểm ăn được là thu hoạch được, chế biến luôn thôi. Nhà bác nào mà trồng được rau ấy, hoặc là bác nào có quê thì sẽ hiểu là mỗi lần mà mình chạy ra vườn nhổ rau vào ấy, luộc ăn luôn nên nó khác hẳn là đồ mình mua ngoài chợ ấy. Hôm nay nhà em lại có khách các bác ạ, các mầm giống tương lai đây, toàn các chủ tịch với các bông hậu phá làng phá xóm đây. Nhớ lại tuổi thơ của mình bằng tuổi chúng nó thì đi làm kiếm tiền rồi các bác. Đấy, hôm nay chúng nó mò sang thì đầu tiên là dạo một vòng quanh thăm thú nhà cửa, xong rồi là mon men tới bụi mía. Đấy, rồi cho một cây ngồi chặt lấy mà ăn, tự chặt, tự làm, tự ăn, tự quay video cho cô luôn. Những cái đoạn này là tụi nó quay đâu các bác. Em đang bận cuốc đất ngoài cổng á, tụi nó ăn sắp xong rồi thì em mới vào ngó được một lát à. Rồi ăn xong chúng nó rủ nhau đi cuốc đất tìm giun để câu cá này. Thiệt luôn, không khác gì mấy thằng đàn ông ấy. Các bác xem tụi nó này, cầm giun rồi móc câu cá luôn, có sợ cái gì đâu. Ao này nhà em nhiều cá rô lắm, rô to rô nhỏ có cả luôn. Các bác có tin câu cá cũng do tay người câu không? Có người thì cầm cần mãi cá chẳng cắn, mà người kia thì thả mồi xuống cái là cá cắn luôn. Đó, con bé nó giật vèo vèo này các bác. Cho tụi nó câu cá trải nghiệm thôi chứ, cá nhỏ như thế này ăn gì các bác nhở, nhiều xương lắm. Đó, chúng nó ngồi câu một lát thôi mà được gần chục con này các bác. Chiều rồi vào nấu cơm thôi các bác ơi. Mỗi ngày của em thì loanh quanh vườn vạ như vậy thôi. Theo dõi em để xem nhiều video hơn nha, cảm ơn các bác.